Móng tay. Hồi đó chúng không mới nắm luôn á. Hồi đó là tỏ tình không nắm, giờ bắt nắm rồi con. Giờ bông là không nắm tay, không chú không có hết tiền nè. Dạ. Bây giờ chú ơi, bây giờ chú hôn cô một cái. Hôn cô một cái thì hôn lên trán cô, hôn trên mặt đó. Mắc cỡ, chú mắc cỡ. Ừ, mắc cỡ. Dạ, cái gì hả chú? Nó bị xà mau ăn. Xà mau hả? Ừ, xà mau ăn. Trời xà mau ăn nó vậy đó. Nhìn quá trời xà mau luôn chú. Ừ, xà mau nó ăn vậy đó. Nhìn thấy nổi ghê luôn chú. Dạ. Dạ. Cái đây là con chó này mình nuôi được lâu chưa chú Tư? Lâu lắm luôn. Lâu rồi, lắm đó. Rồi đó. Lâu dạ, lắm luôn. Nó già luôn rồi đó. Ừ. Nó lụm lăn. Quý cô chú thấy anh chị nhìn con chó xà mau nhìn nó quá trời xà mau luôn. Ồ. Nó già tuổi lắm rồi. Bây giờ mình không có lại gần nó được. Thì hôm bữa con có đăng cái clip á, con cũng quay chú chó này nè. Trời đó thì rồi con cũng có đi ra cái tiệm thuốc thú y á. Dạ. Thì tại vì ở đây thì dòng dọc ở đây thì con tìm cũng cái chỗ mà bác sĩ mà kiểu như là người ta đưa về đó mà chăm sóc á, thì ở dưới quê này thì con hỏi giống như thành phố á chú. Dạ. Thì con cũng có mua một cái lọ thuốc rồi con cũng đưa cái hình con chó đó rồi. Dạ. Thú y ở đó người ta đưa một cái lọ thuốc thì xíu nữa con sẽ đưa cho chú rồi ở. Dạ. Đây á. Dạ. Chú xuất giùm cho con chó này luôn nha chú. Dạ, dạ. Tại vì cái lúc mà con đăng tải cái clip nó có một người chị ở bên nước Anh á. Dạ. Thì thấy là rất là thương nha chú chó này luôn thì. Dạ. Cũng muốn nhờ con để mà đưa lên cái trạm thú y gần nhất. Mấy anh em cũng đã mua thuốc thì nhờ chú với cô ở đây sức cho chó giùm cho mấy anh em với lại là cái người chị ở bên. Dạ. Ở bên nước Anh, nước Anh. Dạ, dạ. Thấy chú chó bị như thế này nè, cô chú thương quá thương nói là đưa lên trên trạm quen anh chú. Quen anh con. Ở đây thì dùng quê không có, mà có thì chăng nữa cũng rất là xa luôn. Thành ra là thôi đừng lại gần nó quá Thảo. Chị á, nó hiền lắm. Dạ. Hiền luôn hả? Ừ. Bị sao mau quen ăn con. Bị sao mau hả chú? Ờ, bị sao mau. Quen nghe. Nó hiền luôn à, tại nó. Chó này chú đặt tên gì chú? Con Su. Su hả? Ừ. Con Su. Dạ. Su sao mau quá không? Ờ, Su sao mau. Con phèn. Cái đó, kia con phèn hả chú? Ừ. Vậy là phèn kia có phèn sao mau không chú? Không. Không quá không, vậy là phèn hông xà mau. Phèn này mới sinh. Mới sinh à? Mới sinh là. Yeah. Nó còn chờ nó. Yeah. Không bị xà mau. Dạ. Con chó này nó già rồi. Dạ, yeah. Già là xà mau. Dạ. Yeah. Rồi con trẻ là nó không xà mau. Không. Dạ. Yeah. Rồi thỉ vô nó. Con ăn dôm lại cho nó cho. Chú cứ cười thoải mái. Phan, em Phan. Rồi thì xin làm ha. Thì xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh YouTube của những người anh em ở đây nha. Thì hôm bữa thì cũng có đăng tải một đoạn clip về gia đình 4 người sống tại khu nghĩa địa. Thì gia đình của chú Tư đây thì cũng có một chị Mạnh Thường Quân hiện đang sinh sống tại Úc, cũng có gửi cho con một số tiền là 1.6 triệu để mà cho gia đình mình thuốc thang rồi lại mua đồ ăn á. Dạ. Ở đây con xin gửi cho chú luôn. Một điểm đó. Điểm từ từ cho chú điểm điểm điểm. Đây là 1 triệu nữa. Dạ. Như là lộn mới ra tại một. Sống rồi sống. Chú phải điểm điểm lại, mình phải điểm từ từ cho chú. Dạ. 2, 3, 4, 5, 6. Dạ. Đủ rồi chú ha. Đủ rồi cho chú ha. Mày quá đủ rồi. Chú có đời nào muốn gửi đến chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Úc không? Em cũng rất cảm ơn chị ở bên Úc giúp đỡ cho em một túi tiền cho đi trị bệnh cho thằng nhỏ. Chị em cũng rất cảm ơn, rất cũng ân hạnh, cũng không biết nói gì cho hơn. Dạ. Cũng rất cảm ơn nhiều dữ lắm. Dạ. Nhiều ha chú. Không biết nói gì cho hơn nữa. Cô có nói gì không cô? Này chú ơi, ông nói thì là nó không biết nói. Rồi bây giờ có cô chú có vui không? Vui thì chú hôn cô miếng đó đi. Dạ thì hiện tại cô chú thì ở đây là chú Tư á, thì mắc căn bệnh tim hả chú ha? Dạ, cô thì bị viêm gan B. Dạ. Còn em là cái tai rồi bệnh
Parkinson rồi với lại bị tuyến giáp nữa em ha. Thì cũng đang cần cái sự giúp đỡ từ phía các cô chú mạnh thường quân á. Thì cũng hy vọng rằng sau khi những video về gia đình của chú đăng lên thì cũng nhận được cái sự trợ giúp để cho em như gia đình của chú Tư có một cái số tiền để mà trị bệnh á. Tại vì cái tuổi đời của em thì cũng còn khá là trẻ luôn, mới có 22 tuổi của chú. Rất là thương cho em luôn. Thì qua đây thì cũng xin thay mặt cho gia đình của chú Tư gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với chị Mạnh Thường Quân, cháu tên ở bên Úc, và cũng thì cũng xin cảm ơn tất cả quý cô chú chị trên cộng đồng mạng trong thời gian qua đã yêu thương và luôn quan tâm đến tất cả các hoàn cảnh ở đây, cũng như là đã ủng hộ cho các anh em trên nhóm của Thủy ạ. Rồi giờ mình ra ngoài mình nói chuyện cho vui nghe chú. Dạ. Mời gia đình mình ra ngoài cho nó mát nha. Cha cũng được mà nó hơi đớt. Nó hơi đớt, ngọng. Rồi bắt đầu chú ca nha, bán tăng cổ nghe chú. Tăng cổ đi, tăng cổ nó hay hơn. Chú thuộc bài tủ gì chú hát bài đó. Rồi chú bắt đầu. Tiệc rượu đêm nay chưa tràn tuột, chân cha đành giỏi giả bỏ ra đi sao. Hay quá. Hai ở đây đây sao nhau chạy ba cái mẫu tiền, rồi sáng mai mỗi kẻ một con được chú. Chia sớt chút lương sầu của lần đầu tiên mình mới đập lỡ. Hầu lưu sử trao này trài chỉ niệm chúa ngày cha chưa. Cha chưa ai quá chú ơi. Rồi chúa tôi cho gì đang liên lưu. Cho bị một ngụ trời ô tư. Lý quê hương đang đau thương vì đồng ai chúng đồng chầu ra thiết. Thôi hãy lạnh mặt về một chùm gói lửa trang quang. Trơn cha cho biết lương chúng đã muôn màng rồi, những kinh lành chưa đổ nát. Cha hãy giữ bên lòng hình ảnh đau thương. Hay quá chú. Hay quá. Hay quá. Cái bản đó là bản gì vậy chú? Sương chiều luôn. Tiệc rượu đêm nay. Tiệc rượu đêm nay. Cái bản đó kìa, cái bản tựa bài hát á. Là bản là gì? Tiệc rượu đêm nay. Tiệc rượu đêm nay hả? Tiệc rượu đêm nay chưa tràn chuột á. Chưa tràn chuột không? Còn bài nào nữa mà bài tủ của mình không chú? Chú còn bài tủ không? Ủa vậy là mà cái thêm bài nữa ha. Làm bài nữa chú. Nói chung là hôm nay tụi con cũng tới đây á. Thì thôi hôm nay mấy chú cháu mình vui một bữa ha. Chú tặng thêm một bài nữa cho quý cô chú. Đi mua nước đây không á. Vậy là nước đây chú. Cầm đây chú đưa tiền cho. Chú đưa tiền mua giùm chú mấy chai nước thôi. Đây nè con. Đây để chú đưa tiền. Mua giùm. Mua ở đâu? Gần đây nè. Sao không? Chợ giao thông này nè. Chợ giao thông này nè. Con mua giùm chú hết chạy nhà mình luôn đúng mua, rồi mua chạy xanh gì đó con xanh. Muốn mua gì đó mua mua nước đá luôn nhá. Tám người tám mua ướp lạnh đó em. Dạ, ngồi thì nhà mình nhiêu người nhiêu người rồi bây giờ chú bây giờ chú vô nhà ngồi nghỉ. Ở đây nó mát chú ơi, ở đây nó mát, không gian nó đẹp. Vậy quá ha. Thôi khỏi chú, khỏi ghế. Lấy bàn ơi, ngồi đi ngồi chơi. Có biết hát rồi bây giờ làm bản nó đi rồi chút qua chú cháu mình ngồi bàn tâm sự uống nước rồi. Rồi giờ chú làm bản nó đi. Bản nào nữa rồi chú cứ thuộc thì cứ là bà hát giờ cô vô đây muốn minh họa với chú luôn nè. Giờ hai vợ chồng xong ca ăn bữa đi. Không rồi, biết rồi, rồi. Cô diễn đi chú ca cô đúng diễn rồi, giờ chú ca tặng một bài nữa ha chú. Rồi bắt đầu đi chú. Này đoàn dân hãy nêu cao leo Bác Hồ đã dạy, còn để nhân dân đồng loạt thế tăng trồng. Trắng trào bước rông gà trắng trong buông mi luộc lấy rồi giật mỹ trầm lăng cà trúng lại trong đất chum chum lánh mạnh dài đòn cùng cha chiến trạng quá nam mỹ ngụy chinh hoàng đừng bè hợp chế chi dân lấy độ lo lan cha quyết trắng trong trào bình chi bà địa đại đóng long lành chủ chi chờ lành luộc long an. Hết rồi chú. Hết rồi chú. Nữa tiếp tục chú ơi. Quên quá trời lâu. Mình liên khúc đi. Bây giờ cứ thuộc cái nào thì bỏ ra quá trời lâu rồi. Rồi bây giờ cứ thuộc cái nào thì mình đi chơi đấy. Dạ.
nhậu chơi rồi về chơi trái người chơi nghệ chơi chú chơi hồi xưa chú với cô á là làm mai làm mối hay là quen nhau? Làm mai hả? Người ở bên Chà Nóc á. Dạ. À, bà Trô. Bà Trô. Có bà Trô à, dạ. Là làm quen. Dạ. Bằng mai. Về. Tôi luộc á, dạ. Mai. Lúc đầu mà chú bắt đầu ngày đầu tiên mà gặp cô á rồi chú nói với cô như thế nào? Dạ. À, bắt đầu mình tâm sự đi, mình tâm sự không hồi tâm sự hồi trẻ đi. Không có nói sự, không em anh yêu em không? Không có nói gì đâu. Không có nói gì. Ủa sao kỳ vậy? Không lẽ hai người lúc chú với cô gặp nhau mà không lẽ không nói gì hết? Không, ví dụ bây giờ nè. À, chú lần đầu tiên chú gặp đó hỏi giờ em ơi anh giới thiệu tên em tới giờ tên anh à. Chú giới thiệu sao ổng không có nói gì trơn ổng cái cô làm mai đó dạ rồi nó đi qua đó đây nè nó qua nè, nhà người cô chơi nè dạ rồi hai đứa gặp từ từ chứ không nói gì trơn dạ, người xong rồi chịu luôn đâu đâu, đâu bây giờ chú với cô nhìn nhau thứ này đâu bây giờ chú với cô nhìn nhau bây giờ chú diễn đã lại đi giờ cô xoay mặt qua cô rồi chú xoay qua chú đó cười cứ nhìn nhau vậy đó chú cháu quà cho chú với cô rồi hiện tại giờ mấy anh em đang giao lưu với cô với chú để giải trí vui nha cô chú vui rồi bắt đầu mình tập lại đi chú ơi mình tập lại lúc mà hai người mới quen nhau đó rồi từ từ mới bao lâu mới đến hôn nhân rồi bắt đầu bây giờ nãy chưa ý chân chú với cô quay mặt rồi bây giờ bắt đầu làm lại đi nhìn nhau rồi cô đứng sát vô cô lâu rồi chú vịnh khoác vô tay của cô ơi nắm tay nắm tay hồi đó chú không mới nắm luôn á hồi đó là tỏ tình không nắm bây giờ bắt nắm rồi cô giờ bông là không có không nắm tay không chú không có hết tiền rồi dạ bây giờ chú ơi bây giờ chú hôn cô một cái hôn cô một cái thì hôn lên trán cô hôn trên mặt đó mắc cỡ chú mắc cỡ mắc cỡ vợ chồng còn mắc cỡ cái gì nữa đâu chú hùng cái hôn cô một cái vợ chồng mà mình thương nhau có gì đâu mắc cỡ dụ vô mắc cỡ luôn cô dám hôn chú không cô dạ đâu rồi cô hôn về đó cô hôn về cô à, chú không chịu chứ cô hôn á không rồi cô hôn rồi cô bây giờ cô rồi. Chú hôn nhau cái để mạnh thường quân coi dạ. Mình hạnh phúc như thế nào dạ. Mà chú phải xây mặt qua bển nha chứ không có mà xây mặt đây dạ rồi chú rồi đó cô à. Rồi cô hôn chú đây chú phải xây mặt qua cô à. Rồi rồi cô làm ảnh bìa luôn á chụp ảnh bìa luôn á chú cười con cũng cười theo làm chịu nói rồi bắt đầu chú đứng đó rồi cô bắt đầu hai mắt nhìn nhau nhờ chú phải nhìn nó bạn nhìn vô không hôn chú đây, chú phải chu mỏ ra chứ cô hôn mà thì chú chu mở ra cho cô hôn nói chung thì nãy giờ các em cũng đã gửi những phần quà của cô chú Mạnh Thường Quân á thì cũng nói chung mình thay đổi không khí một xíu thôi chú thì chú hai vợ chồng rất là vui luôn cô chú anh chị vui lắm muốn làm cho cái không khí nó được vui hơn thoải mái hơn tí một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ tụi con đang muốn tới gửi tới cô chú là niềm vui đó khi mà chú vui chú cười là quên cái bệnh quên cái mẫu đi ha cô còn hôn chú nữa bây giờ chú hôn lại cô đây là mình phải đàn ông nhá mình đàn ông mà chú rồi mình nhảy lên chú làm rồi. Cái đi rồi tụi con về nè à, rồi chú phải hôn đây bắt chú hôn hoài đó rồi bây giờ chú. Không hôn ở đây tới chiều luôn á hôn chú hôn lần sau tụi con còn vô nữa quay nữa không thôi là tụi con lần sau nghỉ vô à rồi bắt đầu chú hôn thì cô đứng quay mặt con rồi không có cười nha nghiêm túc nha trời ơi mặn nồng luôn kìa trời
vậy thôi. Tụi con muốn truyền tải cho cô chú là dù nghèo quẳng cá nhau vẫn yêu thương hạnh phúc với nhau. Gia đình rất là hạnh phúc dù không khó khăn. Lấy cái bàn ra đây. Vẫn khó khăn nha cô chú anh chị, vẫn hạnh phúc cô chú anh chị. Dạ, con chúc cô chú luôn luôn hạnh phúc như thế này, khỏe mạnh sống với hai em. Dạ. Mệt rồi đó, không ra hơi luôn. Mệt không ra hơi luôn hả chú? Mệt rồi đó, không ra hơi luôn. Rồi vậy con cảm ơn chú nha. Rồi hẹn quý chú anh chị những video sau. Rồi Mạnh xin chào. Dạ, chúc quý chú anh chị nhiều sức khỏe cũng như nhiều thành công trong sống. Bye bye chú. Nha. Về rồi.